Xin chào các bạn, đây là cái bộ ốc của xe 82 đèn vuông nha. Đây. Các bạn thấy là bộ ốc này rất là đẹp. Thấy mình tán nó còn xanh này không? Thì bây giờ mình sẽ vệ sinh cái này xong rồi bỏ vô bị. Thì trong đây nó sẽ có bao gồm là 4 con ốc cật te, 4 con ốc phuộc, 2 con ốc ở trên ba ga trên, 2 con ốc sao, 2 con ốc của cái đế bất biên số, rồi ốc lọc gió, ốc bình, 4 con ốc gắt chân, ốc mũi, ốc yên, ốc bẩn, 3 cái lọt xo, 2 cái lon đầy, 4 cái lon đầy tròn, 2 cái lon đầy bẩn. Hai cái cốt nước máy, ba cái lọt xo, dây thắng, mũi, rồi bô. Đại loại là có bao nhiêu thì gỡ ra nằm trong đây. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cái này. Để vệ sinh cái đó thì đầu tiên là mình sẽ lấy xăng, mình đổ vào bên trong. Quay nhìn lên cái mặt của bé đẹp, xăng bỏ trong đây. Mình ngâm là xăng thơm này, cái độ tẩy của nó rất là mạnh. Lắc này nó mới chịu nổi. Mình chỉ phải lấy bằng chải chà thôi. Nếu mà những bạn nào mà kỹ nữa về mua cái lon cờ na đánh từng con ốc cho nó sáng, còn mình thì chỉ vệ sinh nhớ của nó thôi, cái ai đánh đâu mà đánh con ốc. Coi như là nó tạm sạch rồi nè, dỡ cái đống ốc này ra bỏ vô bị để đi là ngâm nhớ cho nó khỏi sắc ăn. Quá đẹp nha. Tiếp theo là xả nhớt ra, xả xăng ra, xả xăng qua đây. Giống sàn gạo rồi đó. Bây giờ nó sạch lè luôn. Sàn. Quá đẹp các bạn. Quá đẹp. Tiếp theo là làm khô cái này nha. Đấy, nhìn là biết cái quần quay luôn rồi nha.
khô. Đây là quy trình làm khô đặc biệt, công thức đặc biệt của shop Can Can mà không ai có thể biết được. Nó phải bỏ vô cái quần bí tiền lắc để cho nó sạch, để cho nó sạch cái xăng. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cho nó sạch cái xăng. Sau khi nó sạch cái xăng xong, mình sẽ cho nhớt vào để bảo dưỡng nó không có bị oxy hóa. Để khô chưa? Quá đẹp các bạn, rồi nhìn nè, nó còn xanh lè. Cái này chỉ có lấy cờ na đánh nữa, còn sáng giới luôn. Để cho nó hưởng cái mùi trong này một xíu. Ok, bây giờ xong xuôi rồi, tiếp theo để bảo dưỡng mấy con ốc này. Nhớt, nhớt xe thôi ha, nhớt xe thôi, không có gì đặc biệt. Còn cái đường này, tùy mới. Cái này là quá trình chống sét cho nó, để nó không có bị sét. Con ốc mà có cái đầu nhọn này nè, đầu nhọn hai cái bẩn nó trơn nè. Cái cây này trời, nó sáng giống như đồ lô vậy. Tiếp theo mình sẽ đổi nhớt vô. Đổ hơi bị nhiều. Mục đích của mình đổi nhớt vô là để cho nó không có bị sét ăn nha. Nhớt nó bảo vệ rất là tốt. Rồi, như vậy là đã có được một cái bộ ốc dành cho các bạn. Rồi phải thôi. Thì khi các bạn mua về, các bạn sẽ bỏ vô một cái quần giống như mình này. Lắc. Rồi, tiếp theo là để cho ốc này. Bỏ vô cái quần thằng Khánh. Ốc đá các bạn thấy xanh lè luôn. Mình sẽ đặc biệt lựa ra một bộ đẹp thiệt đẹp để chân trời, chân thằng con ốc. Đây là quá trình làm khô căn bản. Đây là bộ ốc của đèn vuông nha các bạn. Các bạn lưu ý là các bạn muốn mua phụ tùng viên xe cấp bên mình thì các bạn có thể là liên hệ với số điện thoại bên trên, đồng thời là truy cập website coi thông tin. Cái thứ hai là phương thức mua hàng là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship COD. Và các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký ở phía dưới để nha, nhận được những cái thông báo khi mình đăng video lên nha. Rồi tiếp tục mình bỏ vào chuẩn bị
tuổi nhớ quá. Rồi lắc đều lên. Lắc đều lên giống như là bánh tráng trộn. Vừa lắc vừa ăn. Phải nhẹ nhàng từ tốn chứ để nó lủng cái bậy nó cày con ốc là mất đi cái giá trị. Rồi video của mình đến đây là hết, xin mến chào tất cả các bạn và các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để nhận được những clip mới nhất từ bên shop của Ken Ken nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn.